với ba tin ta vui chơi thả ga. Xin chào tất cả mọi người buổi sáng. Sáng nay chúng ta sẽ đi đến cái con gì ta? Con sư tử. Con sư gì? Con sư tử. Con sư tử biển. Để chúng ta chụp hình cho đó rồi chúng ta đi về lại Việt Nam nha người con trai. Sao nói ngày mai chúng ta tí nữa chúng ta về khách sạn tiếp hả? Về khách sạn để lấy vali về. Mì Mí là khách sạn. Đúng không em Mì Mí? Còn anh Hai thì sao? Nhóc khách sạn mà. Ủa Mì Mí mang tông xuyệt tông hả? Rồi tông xuyệt tông nha. Còn anh Hai đâu? Ôm em Miền Biển cái buổi sáng. Mày bé ôm anh Hai lại. Rồi chúng ta đi ăn sáng tiếp tục ngày cuối cùng ở Singapore nha. Miền Biển đâu rồi? Mày gái có lạnh không? Các bạn ơi, chúng ta sắp đi đến con sư tử biển rồi đó, Cúc Yêu. Cúc Yêu đâu? Cái đầu Cúc Yêu đâu? Trời ơi, Cúc Yêu là cái đầu con sư tử đúng không? Rồi. Sao con trai? Nãy mình mới nói là kỳ cục mà không có được kẹo. Đúng không em mày? Rồi cái mặt như vậy đúng không? Rồi cái mặt như vậy ha. Rồi. Nhúm. Rồi, cái mặt như vậy ha. Ba, anh Hai nói nhúm. Nhúm là gì? Nhúm là nấm kim nhúm. Đúng không em Mì? Chứ là gì? Nấm kim chấm. Là con nhím hả? Con nhím. Hello, xin chào tất cả mọi người. Giờ là cuối ngày mà Ngọc Mai sẽ đến cái con sư tử biển chụp hình một cái xong rồi sẽ về lại Việt Nam. Và chuyến đi này cuối ngày mà Ngọc Mai rất là vui khi mà chỉ cần lên Tatita là có thể đặt được những cái chuyến vé máy bay đi cho gia đình, và những cái gọi là ít người là có thể tham gia và đi được rất là đơn giản và dễ dàng. Cho nên mọi người đừng quên vào app Tatita để đào cái app đó về để mà đi du lịch Singapore nha. Bởi vì tất cả gia đình chỉ cần đau cả cái về thì chúng ta sẽ biết được mình nên đi đâu và mình có thể chủ động mà không phải phụ thuộc vô đoàn, hay là mình không phải phụ thuộc theo cái giờ của ai khác, mà chúng ta sẽ tùy theo cái lịch sinh hoạt của gia đình như thế nào thì chúng ta có một cái chuyến du lịch sắp xếp cho nó hợp lý. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi đến con gì đúng không Tâm? Chú tử ba. Yes. Con biết là chúng ta đi Singapore bằng app gì không? Tatita.
trai. Con trai. Yeah, con sư tử. Xem là con. Ở bên dưới kia là con sư tử biển, còn đây là con sư tử cái. Dữ lắm mọi người. Yeah. Ủa, tại sao được không con sư tử cái? Không, con sư tử biển kế bên con sư tử cái cho nó tức trời. Một, hai, ba. Dễ thương. Em ơi, anh cho củ cá coi được không? Ôi trời, đã mưa rồi. Chúng ta cũng đã kịp chụp con sư tử. Rồi bây giờ chúng ta đi về thôi con trai nha. Không tới luôn. Không tới được. Không tới được. Bà ơi, mẹ mới nói là đi cùng
thôi lắc đầu ha. Nếu mà mày nói không có là mày nhất quyết rồi, mày nói không lớn lắm. Còn cái này là chắc chắn là có rồi chứ nói nhẹ hiều à. Đúng không? Nói thiệt và bá tha thứ. Rồi, dạ không nhẹ hiều ha. Ok. Anh hai móc mũi vậy dạ? Anh hai dơ quá nha. Không có, không có. Rồi, rồi thiếu chữ kẹo ha. Chúng ta đi về nhà ra sân bay thôi. Đi về khách sạn lấy vali đi về sân bay thôi. Và về để xin nào quên yêu. Yes sir. Tại sao vậy? Giờ đây chúng ta đi lên khách sạn lấy vali đi thế nào. Rồi chúng ta đi về thôi. Chúng ta đã đến nơi sân bay nha các bạn. Chúng ta đã tính rồi. Rồi đi ra thôi. Rồi. Bye bye. Chuyến đi này á mà má là người sướng nhất bởi vì có cung ly lo hết tất cả mọi thứ về. Ai đem ba lô cho ba xuống vậy? Không có đâu. Ba lô, ủa lúc mà đi chơi ai là người sắp hết ba lô cho em? Tất nhiên là anh rồi, chẳng lẽ là em. Ủa thì em có một người trợ lý quá đã mà. Okay. Có người nào quay phim cho hết cả nhà từ đầu đến cuối. Bây giờ chúng ta từ sân bay chúng ta đón xe bus đến một cái nơi rất là đẹp đó nha. Nè, không có lên xe bus, không có rờ bất kỳ cái điều gì để mình giặt tay sạch ăn xinh ăn sầu riêng, hiểu chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi lên xe bus lên một cái nơi rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi mình biến hồi sáng ở trong đó đúng không? Rồi bây giờ chúng ta đi vô tour của Singapore. Nè, có thích con trai thì con trai, con gái thì dễ con gái hơn con trai. Có thích không? Dạ không. Chứ còn thích cái gì? Con trai đi với con gái. Con gái đi với con trai. Bây giờ thì gia đình của Phương Nguyễn Mai đã đến sân bay rồi. Và trong lúc chờ đợi bay còn mấy tiếng thì cả nhà sẽ đến một cái nơi là Jewel. Một cái nước rất là biểu tượng của Singapore. Chúng ta đi đâu? Các bạn có muốn đi đâu không? Đi sân bay. Còn xin có một bán không? Cũng cần chấp không? Rồi. Cái màn chiếc dép đi bạch đúng không? Rồi, đây là những khoảnh khắc sầu riêng cuối cùng. Trời nước luôn. Ui.
Ủa Mỹ thích đi với bà má lắm hả? Tại sao vậy? Dạ tại vì bà má dễ thương hả? Rồi khi nào mà má không dễ thương? Ta ta ta. Rồi thôi, chúng ta lấy tay Singapore ở đây. Rồi chúng ta hẹn gặp lại Singapore một ngày rất sớm nha. Bye bye. Có vui vẻ không con? Hả? Có vui không? Tại sao? Mày mới chọc con. Mày mới chọc con hoài vậy? Sao mày mới mỏi chân mà chọc anh hai hoài vậy? Anh hai chọc con mà. Chọc cái gì? Con chọc anh hai hoài nãy giờ. Đúng không? Hồi nãy anh hai tức giận con rồi. Nói là người quá người sẽ để con chuột cho con người điểm lên đi. Rồi để con chuột rồi. Ok. Ông nói là nha. Để ông bảo vệ vào con. Trời ơi, gái nha. Mấy chọc anh hai hoài. Tôi đi muốn chọc đâu mà khơi, chọc con. Chọc anh hai hoài luôn. Chọc anh hai. Chọc anh hai hoài luôn. Rồi bây giờ các bạn ơi, các bạn đã về tới Sài Gòn, các bạn có vui vẻ không? Nhưng mà có nóng. Hơi nóng hả? Mì Mí, con có thích về nhà mình không? Hay là ở Singapore? Ở Singapore phải không? Rồi, ok. Còn hai, thì như thế nào? Sài Gòn. Con nãy anh hai chưa? Còn mùng 7 Tết bắt đầu kẹt xe rồi nha. Chúng ta đã về đến Việt Nam rồi. Đi đâu đi chứ Việt Nam vẫn là số 1. Còn đó hả? Anh hai vẽ con xấu quá. Anh hai con không cho anh vẽ. Tại vì lúc đó mình mới ăn giận anh hai mà. Đó, bắt đầu về đến Việt Nam rồi đó. Bắt đầu sẽ có nhiều pha hành động và những pha xử lý rất là căng thẳng đó mọi người. Thôi, chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Bye bye. Rồi các bạn ơi, chúng ta đã về đến nhà rồi. Các bạn có muốn làm cho nghệ sĩ Lê Jim bất ngờ không? Ừ. Mì Mí. Ok ha. Bất ngờ thì phải như vậy. Tốt lắm các bạn. Hello. Hello.
Rồi, cô chị ta bắt gặp rồi. Rồi, chưa gì là quen cô Diễm đúng không? Rồi, Hồng Tâm không ôm cô Diễm luôn đúng không? Còn có nhớ nghệ sĩ Lê Diêm không? Cô Diễm là nghệ sĩ gì? Anh không biết ở đây là gì không? Cái gì? Ở sân bay là em đã mua khi mà bà bán mùa làm đó. Em đã mua lại đôi dép khác nhưng mà y hệt vậy. Rồi. Bởi vì khi mà đã chung tình thì phải chung tình mãi không? Chung tình được mãi. Đúng rồi, em chung tình mãi đó, em mua đôi khác, mua đôi cũ bị hư rồi. Mua rồi xin mời bà má mua cái đôi đó cho mình Mỹ đó. Không có. Rồi em mang vô đi. Đó. Rồi em tiến rồi, mua hai đôi màu này luôn đúng không? Đúng rồi, đó. Đi rồi vậy đó. Một đôi bữa bị mất, một đôi. Đôi này hôm bữa bị mất nè. Ai lấy của em hay vậy? Có ai lấy đôi đó trả lại cho Ngọc Mai nha mọi người. Đôi này bị hư cho nên bây giờ mua hai em lại đi hợp vậy đó. Ủa ông Tâm làm gì vậy ông Tâm? Ông Tâm bỏ đồng xu vô con mèo hả con? Sưu tầm hả? Sưu tầm đồng xu nhìn tắt đâu?